Cô thầy Bé Long rất là giỏi, cháu bé xíu nữa cháu đã biết trả lời, cháu đã biết tự giới thiệu mình rồi đúng không nào? Cho cô hỏi một câu này. Cháu đang đi thi chương trình gì cháu có biết không? Mẹ giỏi quá, cảm ơn con. Cảm ơn gia đình số 1 và bây giờ chúng ta sẽ làm quen gia đình số 2 nhé. Xin mời gia đình số 2. Vâng, xin tự giới thiệu, tôi là Đào Duy Lại, hiện đang làm ở công ty Nuôi Việt Nam. Thành viên thứ hai của gia đình đó chính là vợ tôi, Tạ Lê Thị Hạnh. Hiện nhà tôi đang là giáo viên dạy tiếng Anh của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chúng tôi còn có hai con trai, cháu đầu là Đào Duy Doãn và cháu thứ hai là Đào Duy Trí Dũng. Thì chàng Dũng nghịch ngợm ngoài hôm nay sợ đến làm hỏng hết máy quay của các cô các bác thì chào cho đến ạ. Vâng. Doãn con có thể tự giới thiệu về mình được không? Dạ. Cháu tên là Đào Duy Doãn, học sinh lớp số 1, trường mầm non tầng 3. Năm nay cháu 6 tuổi. Sở thích của cháu là ăn thịt chiên, xem phim hoạt hình và thích xem bóng đá. Ấn tượng của cháu là Ronaldo mạnh tay ở người ngoài hành tinh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với hình số 3. Xin mời hình số 3. Tôi xin giới thiệu từng thành viên của gia đình chúng tôi. Thành viên lớn tuổi nhất là anh Nguyễn Phú Quang và cũng là anh xã nhà tôi. Công việc của anh là quản lý cửa hàng của gia đình và anh kiêm cả công việc tiếp thị và bán hàng. Còn tôi là thành viên thứ hai. Tôi tên là Nguyễn Thị Hường. Tôi công tác tại phòng tiếng Pháp, khoa hóa, trường đại học khoa tự nhiên. Và trong gia đình thì tôi luôn được coi là chiếc cầu nối hoặc là người hòa giải giữa cha và con. Giữa những cái bất đồng nhỏ nhỏ, chẳng hạn như là hôm nay thì gia đình ta sẽ ăn cơm, ăn thức ăn gì, hoặc là xem truyền hình thì xem chương trình nào. Và cuối cùng, thành viên cuối cùng đó là con trai tôi để cháu tự giới thiệu về mình. Cháu tên là Quang Minh, cháu lên 5 tuổi, cháu học lớp mẫu giáo lớn, trường mầm non Tây Mỗ. Sở thích của cháu là xem phim hoạt hình gắn kèo sô cô la. Cảm ơn cháu. Các bạn thân mến, bây giờ để chương trình của chúng ta có thể bắt đầu thật là vui vẻ, chúng tôi xin chúc mừng tặng ba gia đình, mỗi gia đình 10 điểm. Chúc mừng cả ba gia đình. Các gia đình trong cuộc thi chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều cơ hội để ghi điểm. Và bây giờ thì có phần thi đầu tiên đang chờ đợi chúng ta, có tên gọi là phần thi chia sẻ. Trong lý này thì chúng tôi sẽ đưa ra các tình huống là đúng hay là sai. Các ông bố thì sẽ quyết định là xem chúng tôi đưa ra tình huống như vậy thì đã được hay chưa, bằng cách là nếu đồng ý thì các anh sẽ quay mặt đỏ, còn nếu thấy sai thì các anh sẽ quay mặt xanh. Mỗi câu trả lời đúng của các anh thì sẽ được cộng thêm 2 điểm, còn nếu các anh trả lời sai thì sẽ bị trừ đi ngay 2 điểm. Còn các bạn mẹ thân mến, các chị có thể hoàn toàn rất yên tâm để dùng xuống dưới là khán giả và xem các ông bố thi đã giỏi hay chưa. Người đã chị. Bố đảm đang của chúng ta thì sẽ vừa thi vừa chăm con. Và bây giờ các em bé sẽ đứng cùng bố nhé. Khi nào mà bố nhờ, ví dụ con mặt đỏ hoặc xanh, hoặc là các con sẽ cùng bàn bạc ý kiến với bố nhé. Và bây giờ xin mời các bố và các con chúng ta cùng xem tình huống đầu tiên. Con nhà con một chiếc rồi. Trước hết là cảm ơn anh Tắng. Dạ. Nhưng mà tôi không dùng loại này đâu. Cái này độ bền nó chóng lắm, không đảm bảo đâu anh ạ. Thế à? Vâng. Ui giời, thế là bố không biết cách rồi. Anh đợi với tôi. Con nói cho bố nghe. Nồi đất này khi mới mua về là phải ngâm vào nước. Ngâm vào nước thì nó hút hết cái nước vào trong nồi này, sau đó mới em ra sử dụng. Thế à? Vâng. Anh chị, để anh Thắng anh nói thế là dùng người đất là phải đổ nước vào thì bền, như thế đúng hay sai ạ? Vâng, với một chiếc nồi đất mới ở đây thì có một lời khuyên là chúng ta vừa mua nồi đất mới về, trước khi đem ra sử dụng thì sẽ đổ nước vào đó để một lúc, và để như vậy thì sẽ kéo dài tuổi thọ của nồi đất.
thì gia đình số 1 và gia đình số 3 thì đồng ý với tình huống của chúng tôi, còn gia đình số 2 thì lại phản đối. Xin hỏi gia đình số 2 ạ, tại sao anh cho rằng là sai? Tôi cho rằng là cái lỗ đất người ta làm ra là cái sành rất là già lên. Dạ. Dù có ngâm một nỗi thì nó cũng chẳng ngấm thêm được vào. Ừ. Nếu mà nó mà ngấm được vào thì đun công canh thì ngấm hết ra ngoài thì chết. À vâng, ừ. Anh cho rằng là như thế không có tác dụng gì cả. Còn gia đình số 1 thì sao? Khi mà cái nồi đó mới về thì bao giờ nó trải qua cái lửa thì bao giờ vâng. nó cũng giòn. Vâng. Khi mà ta đổ nước ngâm thì nó sẽ ngấm một cái lượng nước độ ẩm nhất định. Ừ. Thì tôi nghĩ là nó sẽ bền. Vâng, còn gia đình số 3 thì kính thưa anh thế nào? Theo tôi nghĩ thì khi nồi đất là họ lung thì vẫn còn cái chất oxy ở trong cũng vậy, cho nên phải vâng. ngâm vào nước để cho không khí cho nó lở đều. À, vâng. Cảm ơn các gia đình. Và bây giờ chúng ta thử xem là lần này thì ai là người sẽ được cộng 2 điểm, mặt đỏ hay là mặt xanh nhé. Đúng rồi nhá. Ừ. Khi nồi đất mới mua về là phải ngâm vào nước để cho các lỗ khí của nồi này nó hút hết nước vào trong đó. À. Sau đó mới đem ra sử dụng. À, ngâm vào nước. Vâng. Để cho nước ngấm vào các cái lỗ khí này. Vâng. Ừ, ít thôi sau đó mang ra sử dụng đi. Bố không được ngâm lâu quá rồi. Ừ, rồi rồi mình sẽ mua cái để kho cá. Rồi. Trong câu trả lời vừa rồi thì gia đình số 1 đã trả lời chính xác. Xin chúc mừng gia đình số 1. Còn gia đình số 2 thì rất tiếc để chỉ đi 2 điểm. Và gia đình số 3, gia đình anh Quang, chúc mừng anh để cộng thêm 2 điểm. Vừa rồi thì anh lại còn nói là với nồi đất mà khi người ta mua về nếu như ngâm nước vào thì sẽ không tác dụng gì. Nhưng thực ra thì anh trả lời như thế là chưa đúng. Bây giờ thì các bạn đã biết thêm một kinh nghiệm về đất. Khi chúng ta mới có dung nồi đất mới thì chúng ta có thể đổ nước vào đó ngâm một lúc, thì nước sẽ hút cả các lỗ khí và nó sẽ làm cho nồi đất bền hơn. Tuy nhiên là các bạn trong lần ngâm đầu tiên thì các bạn cũng không nên ngâm quá lâu, bởi vì nếu ngâm lâu thì lại có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của nồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem câu hỏi số 2 nhé. Bố ơi, bố có muốn là sử dụng cái nồi đất này bền lâu tốt có thì ai không muốn cậu chính cho tới bố nha. Bố khi đun nấu cái nồi đất này thì bố đặt lên bếp, bố phải bật lửa thật to. Sau đó nhỏ dần. Đấy, có ý đấy nhỉ. Thế là anh Thắng nói thế thì anh chị bảo đúng hay sai ạ? Đúng hay sai ạ? Xin hỏi gia đình thứ hai ạ, tại sao anh cho là sai? Vậy nếu mà tăng lửa lên đột ngột, nó nóng đột ngột thì nó nứt lại, kể cả nồi bằng gì cũng thế rồi. Vâng. Phải là để lửa nhỏ trước xong tăng lên dần dần nữa. Ừ. Nhà anh đã bao giờ sử dụng nồi đất chưa ạ? Dạ, sử dụng là chưa bao giờ, thậm chí nhìn thấy cũng ít khi ạ. À, xin hỏi gia đình số 3 ạ, thì anh thì lấy cho là đúng. Nhưng mà tại sao anh cho rằng là đun nồi đất thì đầu tiên chúng ta phải vặn lửa thật cao? Vì trước khi đun bao giờ ở trong cũng có nước. Thế là lúc sôi thì ta phải vặn nhỏ xuống, mà kho cá thì ta phải kho lâu nên mà vặn nhỏ, lớp nhỏ nhất. Thì người ta ôm lâu thì có bẩn. Vâng. Chúng ta thử xem là vậy thì lần này mặt đỏ đúng hay là mặt xanh đúng nhé. Bố ơi, bố để con ra con vặn lửa thật to cho con đặt nồi lên con đun cho bố xem nhé. Đấy, này. Là, đừng có vội nói đã nào. Nhớ nhé. Là phải vặn lửa nhỏ thôi. Lửa nhỏ. Vâng, dần dần rồi mới cho lửa to lên. À. Mà lưu lưu cái ngọn lửa lên thắng nhé. À thế hả? Vâng. Thích rồi. Con lại ngứa nhầm. Ngứa nhầm thì đây này. Cho vào là nó thành ra thế này đây này. Cho vào nữa. Xin chúc mừng gia đình số 1 và gia đình số 2 mới gia đình được cộng thêm 2 điểm. Còn gia đình số 3 rất tiếc được chỉ đi 2 điểm. Mình nắm cho tay bố Quang nào. Mình ăn ủi bố đúng không? Từ xa thì chúng ta còn rất nhiều câu hỏi. Và tôi tin chắc là câu hỏi sau thì bố sẽ trả lời rất là đúng đấy. Các bạn thân mến, khi mà chúng ta đun với nồi đất ý, thì lúc đầu chúng ta nên đun lửa nhỏ thôi, sau đó thì cứ dặn dần lên. Và tốt nhất là đun ở cái mức độ nó vừa phải, đừng to quá thì nó sẽ bị nứt nồi. Ngoài ra là khi mà các bạn đun trong quá trình đun nấu ấy, mà muốn cho thêm nước vào thì tốt nhất là các bạn đừng đổ nước lạnh, mà đổ thêm vào bằng nước sôi thì là tốt nhất, và sẽ làm cho nồi đất sẽ không bị nứt vỡ. Và bây giờ xin mời các bố với các con chúng ta xem tiếp câu hỏi nữa nhé. Bố ơi, con hỏi thật nhé, nhà mình có đun nồi sắt bao giờ? Ôi, đủ các loại nồi, nồi sắt, nồi nhôm, nồi gang có hết. Có hết à? Vâng. Cả nồi inox, nồi inox. À,
khi bố đun nồi sắt thì bố có thấy cái mùi lạ lạ? À, cũng có mùi lạ đấy, nhưng mà tôi mách cho anh một cách để chữa cái mùi lạ nhé. Là khi đun nó là anh cho cái sữa lạnh vào một tí, đổ sữa lạnh vào nồi sắt. Vâng, vào nồi sắt đấy thì nó hết mùi. Vâng, theo anh chị thì đúng là sai? Tất cả các ông bố cho là đúng, xin hỏi anh Ngự ạ, tại sao anh cho là đúng? Tôi nghĩ là nồi sắt mà thường thường thì chưa sử dụng thì nó mùi hơi tanh một chút. Vâng. Thì tôi nghĩ là khi mà mình đổ sữa vào thì ngâm thì nó cũng ngấm, ngấm một thời gian nó sẽ mùi sẽ. Vâng. Cảm ơn anh. Còn anh lại, ý kiến của anh thì sao? Tôi nghĩ là cái mùi tanh của sắt là do cái oxy sắt nó sinh ra, và trong sữa nó có cái chất gì đấy khí hóa nó trung hòa để oxy sắt này. À thế ạ. Thế nhưng mà nếu như chúng ta chỉ đổ sữa lạnh vào thì anh nghĩ là nó có tác dụng hay không? À, tôi vẫn cho là đúng. Chúng ta thử xem là lần này thì các ông bố lựa chọn mặt đỏ là đúng chưa nhá. Đây. Tôi cho anh sữa này, sữa khoai tây này. Vâng, khoai tây. Anh về anh cho vào nồi anh đun lên. Cho vào nồi đun lên ạ? À? Vâng. Thì nó hết mùi. Hết mùi. Vâng. Sữa khoai tây đun lên thì hết mùi. Còn để sữa lạnh là không có tác dụng. Không có tác dụng. À, đúng rồi. Lần này thì cả ba ông bố đều đỏ mặt khi được chia điểm. Xin hỏi anh Ngựa, trong gia đình anh thì ai là người nấu ăn ngon nhất ạ? Tôi, vợ tôi ngang nhau. Ngang nhau. Chứng tỏ thế, chứng tỏ anh rất là giỏi ra đấy chứ ạ. Món thường thường của gia đình anh là gì ạ? Tôi nấu mì tôm sáng ạ. Nấu mì tôm sáng, thế còn chị thì nấu mì tôm tối ạ? À, đôi khi thôi. Vâng. À, ngoài ra thì nếu như mà cần phải yêu cầu là nấu cỗ, nấu vàng gì đó thì anh có làm được không? Tôi cũng không làm được hoàn toàn, nhưng mà cũng có thể làm được 50% đến 60% ạ. Ừ, cộng 50% đấy là do sự chỉ dẫn thêm của vợ đúng không? Dạ, đúng rồi. Cảm ơn anh. Các bạn thân mến, là trong gia đình của chúng ta thì có rất là nhiều đồ dùng khác nhau, và mỗi cái cách thì có một cái cách bảo quản khác nhau. Và bây giờ thì mời các bạn được xem tiếp thêm một câu hỏi nữa nhé. Rồi khắc thì khắc phục được rồi, đúng không ạ? Còn cái giá khắc này sao? Nó hay bị dỉ lắm. Hay là chẳng có cách nào bố máy cho con. À, thế thì dễ thôi. Hê này. Dạ. Anh muốn chưa cái dỉ khắc này nhé. Vâng. Lấy cái dung dịch nến ấy. Dung dịch nến. Vâng, pha mấy đầu hỏa vào, hỏa tan mấy cái đầu hỏa ấy. Anh bôi vào cái chỗ sắt gì ấy. À, dung dịch của nến sắt sáng ấy. Đúng, đúng. Hòa với đầu hỏa. Ừ. Bôi vào chỗ sắt. Đúng. Theo anh chị thì đúng là sao? Xin hỏi anh Quang ạ, ý kiến của anh thế nào? Đầu hỏa thường tôi ở nhà tôi vẫn làm những cái như là chỗ tôi lợp thêm để cho cháu khơi quần áo, tôi vẫn thể bôi vào cho thì sắt nó phải rơi xuống quần áo. Vâng. Ở đây lại cạo thêm nến nữa thì nó sẽ làm cho cái việc đôi chân nó tốt hơn đúng không? Vâng. Còn anh lại ý kiến của anh thì sao? Theo tôi thì dầu hỏa sẽ có tác dụng tẩy rỉ sắt, và nó sẽ có tác dụng phủ lên một lớp để ngăn chặn oxy tiếp xúc với sắt, ngăn chặn sự oxy hóa trở lại. Thế còn nó có nghĩa là vừa làm cho tẩy rỉ sắt vừa có thể phòng được bị rỉ sắt đúng không? Vâng, đúng ạ. Nếu là chịu khó lau mạnh tay thì rỉ sắt sẽ hết ạ. Vâng. Chúng ta thử xem lần này kết quả công bố thì lựa chọn mặt đỏ là chính xác không nhé? Anh Trắng ơi. Dạ. Cái nến này bây giờ thì ở đâu chả có. Nến sắp sáng. Cái nến sắp sáng này giờ anh có nhé, tôi bảo nhé. Vâng. Anh cạo cái cây nến này ra này. Vâng. Lấy cái bột nó. Vâng. Cho vào cái lọ thủy tinh. Vâng. Đổ đầy dầu hỏa vào. Vâng. Hòa tan nó. Nó hòa tan. Vâng. Nó sẽ có một cái thứ dung dịch. Dung dịch. Rồi anh bôi vào cái chỗ sắt gì. Anh để sau 24 giờ. Rồi. Anh lấy cái vải thô. Lau đi lau lại. Hết cả dỉ sắt mà tuyệt vời nhé. Ôi chêu. Vâng. Ôi bố đúng rồi. Mách khoa toàn thư. Cười quá thế. Cười nhé. Cười quá. Cái gì là bao giờ? Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có một mẹo để tẩy những đồ rỉ sắt, thì các bạn có thể nhớ đúng không? Chúng ta sẽ cạo vụn nến ra này, sau đó thì đổ dầu hỏa vào
và sau khi đó hòa tan ra rồi thì chúng ta sẽ đưa cái dung dịch này lên trên những cái thuốc tỉ sắt, và để đó khoảng 24 tiếng sau thì chúng ta sẽ lấy giấy hoặc là khăn lau đi thì sẽ sạch. Ngoài ra thì dung dịch này mà bôi lên những đồ sắt thì cũng có tác dụng là phòng trừ các vết tỉ sắt nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ còn một câu hỏi cuối cùng trong phần đi chung kết. Chúng ta sẽ xem gia đình nào sẽ vươn lên dẫn đầu trong phần thi này. Gia đình nào vươn lên dẫn đầu thì sẽ được một quà tặng đầu tiên của chương trình nhà trẻ của chúng tôi, đó chính là găng tay vàng. Găng tay vàng này thì rất là quan trọng, nó sẽ không chỉ giúp cho anh chị có thể là mang về nhà để nấu nướng làm bếp, mà ngoài ra nó còn giúp cho anh chị là nếu như cái điểm của các gia đình ngang nhau thì gia đình găng tay vàng sẽ được ưu tiên và sẽ giành được giải nhất trong cuộc thi chung cuộc của chúng ta. Vì vậy nên là găng tay vàng sẽ rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ xem câu hỏi cuối cùng của phần đi chia sẻ nhé. Bố, gì đấy? Bố. Ừ. Nhà bố hay dùng sao sắt nhưng nó bị gì hả bố? Đây đang là cậu à? Vâng. Thế có biết cách chưa mình mách cho? Như nào bố? Ừ, muốn ra nó không gì nhé. Vâng. Cậu mỗi khi làm xong, cậu lấy cái củ cải ấy. Củ cải? Khá nhỏ ra xong cậu miết hết rồi đây. À. Cậu trà hết vào. Lấy củ cải trà vào lưỡi dao, đúng thì nó sẽ hết gì? Theo anh chị, bố Điệp nói thế đúng hay là sai? Cái mặt xanh đỏ của anh Ngựa đã được đi một vòng tròn, sau đó thì lại quay về mặt đỏ. Thế nào anh Ngựa, tại sao anh lại quyết định lâu như vậy? Thực ra thì là cái này như tôi cũng đã làm một lần. Vâng, thế kết quả như thế nào? Kết quả thì trước mắt thì tôi thấy là tốt, còn về lâu dài thì tôi chưa khẳng định được. Còn anh Lại ạ, anh đã thử làm áp dụng mẹo này bao giờ chưa? Chưa chị ạ, nhưng mà sau hôm nay chắc là tôi sẽ áp dụng mẹo này vì tôi nghĩ chị dạy tôi cái mẹo này. Nên tôi chọn đúng ạ. Vâng, anh sao là đúng ạ, còn anh Quang ý kiến này thì sao? Theo tôi cũng là tôi là đúng. Vâng, chúng ta thử xem là công chồng vừa rồi để quyết định là nếu như với những cái vết tỉ trên lưỡi dao thì chúng ta có thể lấy củ cải tươi và trà sát đi và nó sẽ bớt đi cái vết tỉ đó, được đúng hay chưa nhé? Bố nói củ cải phải nói là nó công hiệu cực kỳ đi, tuyệt vời chưa? Con về con thử đấy bố xem mà. Ừ. Trà một lúc mà nó sáng bóng như thế rồi. Thế là tuyệt vời, có con dao rất đẹp đài. Thấy chưa? Được rồi. Trong câu trả lời vừa rồi thì mỗi gia đình được cộng thêm 2 điểm, chúc mừng các anh. Các chị thân mến, bây giờ thì xin mời các chị hãy cùng trở về đi và chúng ta sẽ xem là gia đình nào sẽ giành được danh hiệu quan trọng. Chúng ta sẽ cùng xem điểm các gia đình nhé và xem bà vợ nào sẽ là người hân hoan nhất. Hiện nay điểm số gia đình số 1 là 16 điểm, điểm số gia đình số 2 là 12 điểm và điểm số của gia đình số 3 là 12 điểm. Chúc mừng các gia đình. Các bạn thân mến, và như vậy thì gia đình số 1 sẽ là gia đình hạnh phúc nhất bởi vì chính họ đã giành được găng tay vàng. Chúc mừng gia đình số 1. Con đeo găng tay vàng cho tôi xem nào. Rồi con dơ tay cao lên cho con xem. Xinh quá nhở. Chúc mừng gia đình số 1. Cùng với danh hiệu găng tay vàng thì gia đình số 1 sẽ được nhận thêm một quà tặng nữa, đó chính là chiếc giá sách. Chúc mừng gia đình số 1. Cả nhà chúng ta đã quây quần bên nhau và chúng ta sẽ cùng chung sức để trả lời các câu hỏi của người tiếp theo nhé. Các gia đình thân mến, một câu hỏi của chúng ta bây giờ sẽ có nhiều sự lựa chọn khác nhau và các anh chị thì sẽ phải có cái nhiệm vụ là chúng ta sẽ tìm ra là lựa chọn nào đúng, lựa chọn nào sai. Nếu các anh chị trả lời chính xác thì sẽ được cộng thêm 4 điểm, còn nếu trả lời sai thì sẽ bị trừ đi 2 điểm. Nhưng lần này thì không phải tất cả các gia đình đều được trả lời mà các anh chị sẽ dành quyền trả lời một cách bấm vào đèn. 3 cái đèn thì chỉ có một đèn sáng thôi và anh chị thật là nhanh tay nhé. Chúng ta hãy xem câu hỏi đầu tiên nhé. Bố ơi, phải nói là bố chơi hoa là bẩn thật đấy. Chị tôi nói đen vui ra. Bố, thế bố có bí quyết nào bố mách cho con cả? À, rất khoát là phải có bí quyết rồi để thắng qua học thì mình lách. Bố mách cho con cả. Bố, có 3 cách nhé. Thế ạ, cách thứ nhất, lấy một thìa đường, cho vào nước hòa tan ra. Ướp cho hoa. Cách thứ hai là lấy một thìa sữa,
sữa cũng cho vào nước, vâng, hòa khuấy tan lên rồi tưới cho hoa, rồi tưới cho hoa. Cách thứ ba, cũng một thìa giấm, giấm cũng lại cho vào nước, vâng, tưới lên rồi tưới cho hoa. Ừ. Ba cách ấy, anh chị chọn theo cách nào? Xin mời quý vị số 1, anh chị ơi, anh quyền trả lời. Tôi chỉ chọn cách số 1. Tức là cách nào ạ? Là cách mà hòa đường ạ. Ừ, anh sẽ xanh cho rằng là hoa cũng thích đường. Ở trong đường nó có chất gluco. Vâng, dạ. Nó sẽ giúp cho hoa tươi lâu hơn. Dạ đúng. Ở nhà anh có trồng hoa hay không? Nhà tôi thì trước kia thì có hoa cảnh đấy ạ. Vâng. Vâng. Cụ thể là hoa gì ạ? Trước kia thì là tôi có trồng hoa hồng. Và bây giờ thì tại sao lại không trồng bây nữa? Bây giờ do nhà chặt quá ra không có chỗ để trồng ạ. Chúng ta tôi thấy là việc trồng cây cảnh ở nhà thì nó cũng rất là thư giãn. Và chúng ta có thể ngắm hoa, ngắm cây và sẽ cảm thấy nó bớt căng thẳng đi. Chúng ta thử xem là gia đình số 1 lựa chọn là sẽ quyết định tưới hoa với nước đường là chính xác gì nhé. Đấy, đường được không bố? Đúng rồi. Nhưng mà anh nhớ là cho một thìa nhỏ thôi. Thìa nhỏ. Cho vào nước. Và hoa tan lên. Hoa tan. Tưới cho hoa. À, thì hoa sẽ đẹp. Ừ. Đây này, tôi chăm là 3 tuần lễ rồi đấy nhé. 3 tuần rồi. Vâng, để anh tới kia. Hoa vẫn đẹp như thế này. Vẫn tuyệt vời. Úi dồi ôi. Đúng rồi đấy. Cộng vào gia đình anh chị, 4 điểm. Xin chúc mừng gia đình số 1. Các bạn thân mến, với một chìa điểm nhỏ và cho hoa vào trong nước tưới hoa thì sẽ có thể kéo dài thời gian hoa nở. Đó là mẹo mà chúng tôi đã sưu tầm được và xin hy vọng là các bạn sau khi mã dụng mẹo này thì cũng sẽ có kết quả như mong muốn. Và ngoài ra thì vừa rồi thì có một mẹo nữa, đó là chúng ta cho sữa vào thì các bạn nhớ là nếu như chúng ta có những cái sữa thừa và những cái sữa mà bị hỏng thì đừng đổ đi, mà chúng ta có thể cố gắng để cho nó lên men hết thì có thể dùng để tưới hoa được rất là tốt. Nhưng các bạn chú ý là đừng có tưới sữa mà khi nó mà còn nguyên, nó còn chưa bị hỏng. Bởi vì là nếu các bạn mà tưới sữa chưa bị hỏng thì nó có thể làm cho cái việc là hoa nó sẽ bị hại hơn chứ không tốt đâu. Và vừa rồi thì gia đình số 1 đã lựa chọn cách chính xác. Bây giờ thì còn rất nhiều câu hỏi đang chờ các anh chị phía trước. Chúng ta cùng xem câu hỏi số 2 của Lý Trung Sức nhé. Dạ, lấy cái đám cây mình xăm thế nào. Gặp giống bố xăm thì tuyệt vời rồi. Cây hoa giấy của mình được chưa? Chưa. Cây hoa giấy của bố. Ừ. Ôi giời. Con nói thật, đứng cạnh cây hoa giấy nhà bố con mới nhớ. Nhớ gì? Cái bụi hoa giấy nhà bố không so gì với bụi hồng nhà con. Bụi hồng là cậu đẹp thế cơ. Quá đẹp luôn. Thế biết cách chăm bằng cách nào? Nhà bố không trồng hồng à? Không, đã có đất. Ôi giời ơi, con mách bố rất đơn giản. Trồng hoa hồng, muốn cho bọn nó không ăn hoa. Thì bố chôn vào gốc hồng xung quanh ấy, xung quanh gốc hồng một ít ớt khô. Sao đây cậu cho tớ ớt tươi này? À thì cầm về phơi đi cho nó khô. Cũng được. Cách thứ hai là bố chôn xung quanh gốc hồng vài trái tỏi. Đấy. Cách thứ ba là bố chôn xung quanh gốc hồng một ít quế. Quế chi đây? Vâng, quế. Muốn một cây hoa nó không phơi ớt tỏi quế đúng không? Vâng. Thế anh chị chọn giúp cho tôi một cách. Xin mời đi số 3. Theo tôi thì tôi sẽ chọn phương pháp thứ hai ạ. Tức là cách thứ hai là cách là ta dùng tỏi chôn xung quanh các gốc cây ạ. Tôi thì tôi nghĩ là các con sợ đến rất sợ cái mùi tỏi ạ. Đặc biệt là đến gần thì con côn trùng nó không được đến gần để làm hại hoa. Vâng, đặc biệt là côn trùng thì cho rằng là chúng rất sợ tỏi đúng không ạ? Và chị ở nhà có trồng hoa hồng không ạ? Dạ, nhà tôi trước có trồng nhưng bây giờ không trồng ạ. Tại sao các nhà trước đây thì trồng hoa mà bây giờ thì lại không trồng như tại vậy? Tại vì không chăm được nên là tôi mang đi cho ạ. Thế ạ, vâng. Chúng ta thử xem là gia đình số 3 lựa chọn là trồng hoa hồng. Còn muốn cho nó không bị bỏ ăn thì sẽ trồng xung quanh các khóm hồng một vài tép tỏi để đúng chưa nhé? À, trôn xung quanh khóm hồng vài tép tỏi này là con bọ nó sẽ sợ, không dám ăn cây hồng của mình. Đúng rồi, con nói cho bố nghe. Tỏi đấy nhá, vừa chữa được cảm cúm cho người. À đúng. Chôn xung quanh gốc hồng thì bọ lại không dám ăn khóm hồng. Ê, tuyệt vời. Cộng với gia đình anh chị, 4 điểm. Xin chúc mừng gia đình số 3. Xin hỏi gia đình số 3 là vậy thì trước kia có thể thư giãn bằng cách là chăm sóc hoa, bây giờ thì nếu như có chuyện gì đó cần phải căng thẳng cần giải tỏa thì anh chị làm gì? Dạ, chúng tôi đi chơi ạ. Đi dã ngoại không cũng xung quanh gần đấy thôi ạ. Dạ. Tại vì thực ra thì chúng tôi cũng đi bận từ sáng đến tối nhưng về không có thời gian chăm sóc cây. Dạ.
Thế lúc đi chơi như thế thì có lúc nào anh chị trốn đi chơi và để cháu ở nhà không? Dạ không, là đi đâu thì bao giờ có cháu đi theo ạ. Tại vì có thể bố một mình thì được, nhưng mẹ bao giờ đi một mình được ạ. Nhưng mà lúc nào mẹ cũng có vẻ mang thai con đúng không ạ? Dạ, vừa rồi thì tôi có thể chị giới thiệu là chị là cầu nối để giải quyết những vấn đề khúc mắc nho nhỏ giữa hai đứa con. Dạ. Nhưng mà tôi tin chắc là trong cuộc sống gia đình thì một lúc nào đấy thì bé Minh sẽ chính là cầu nối để hòa giải hai người chị ạ. Và khi bố mẹ mà giận nhau thì cháu thấy như thế nào nhỉ? Cháu thấy buồn lắm ạ. Cháu thấy buồn lắm ạ, sau đó thì cháu hòa giải như thế nào? Cháu bảo bố là chuyện với mẹ trước. Thì bố có đồng ý không con? Có. Bao giờ bố cũng phải là người làm lành trước đúng không? Tôi nghĩ là bé Minh rất là thông minh đấy, và cháu đã tìm ra một cách rất khôn ngoan để hòa giải bố mẹ đúng không? Dù sao thì đàn ông mình phải chủ động để làm lành trước với phụ nữ nhá. Rồi cháu đã nêu ra một tấm gương rất là tốt đấy. Tôi cảm ơn cháu. Một câu hỏi thật là khó mà cháu cũng trả lời được đúng không nào? Còn bây giờ xin mời các gia đình chúng ta xem tiếp câu hỏi nữa nhé. Cảm ơn. Dạ, hai anh đi. Đấy, thôi. Ừ, leo mưa này, nhất trên trời này, sắp mưa to rồi đây này. Ủa, hả? Vợ con giữ gìn áo mưa cho chồng thế nào mà mốc hết rồi đâu ạ? Dùng bàn chải cà đi cà lại hết mốc. Dùng bàn chải cọ sao phòng không hết được không hết á? Hả? Thế nào nào? Đúng, yên tâm. Con đã có cách xử lý áo mưa mốc. Đấy. Ừ, nghe nhá. Cách thứ nhất là lấy nước giấm thanh, dùng vải mềm lau qua áo mưa một lượt. Rồi. Đấy. Cách thứ hai là lấy nước muối, dùng vải mềm lau qua áo mưa một lần. Sau đó xả vào nước sạch. Vâng. Đấy. Cách thứ ba là ngâm cả áo mưa vào nước giếng khơi khoảng 3-4 tiếng, sau đó xả vào nước sạch. Bố chọn không? Giấm thanh này. Vâng. Nước muối này. Vâng. Rồi ngâm xuống nước giếng khơi này. Vâng. Thế thì anh Thắng nói như thế thì tôi nhờ anh chị chọn giúp của tôi một cái cách. Xin mời mình thứ hai, anh chị ở đây để cười trả lời. Tôi xin chọn cách dùng phấn. Và chị sẽ làm như thế nào? Tức là mình vô phấn vào chỗ mốc và vâng, thả lại bằng nước lạnh thì sẽ hết mốc ạ. Vâng, tôi thử xem là gia đình số 2 lựa chọn như vậy là đúng chưa nhá. Ê Thắng ơi, dạ, tôi phấn đây. Cái khăn sạch đi. Vâng. Anh đổ ra rồi anh trà vào cho nó rau bây giờ nó khát sạch đi. Vâng. Nhưng mà bố nhớ nhé. Lấy nước giấm thanh và vải mềm trà áo mưa qua một lần. Sau đó phải xả lại bằng nước lạnh đi nhé. Đúng rồi. Cái mềm giấm này tác dụng ghê. Quá tác dụng rồi bố. Cộng với thì anh chị bố đi. Chúc mừng gia đình số 2, vừa rồi gia đình số 2 đã khuyên rất chính xác là khi chúng ta mà áo mưa bị mất thì chúng ta có thể lấy giấm chùi qua và sau đó thì vừa giặt lại bằng nước sạch thì có thể làm cho vết mất sẽ biến mất. Còn một cách nữa khi mà các bạn bị áo mưa mà có mùi để lâu mà bị có mùi đấy ạ, thì các bạn có thể là lấy nước vài giọt oxy già sẽ lau qua cũng sẽ hết mùi. Đây là một mẹo mà tôi nhớ là từ chương trình Nhà Chủ Nhật đầu tiên thì chúng tôi đã đưa ra và chắc là hy vọng là các bạn sẽ vẫn còn nhớ cái mẹo này. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn còn những câu hỏi phía trước, các bạn hãy cùng xem nhé. Bố ơi, bây giờ đĩa DVD nhiều, VCD cũng nhiều, tại sao bố không dùng, bố lại cứ dùng băng video thế kia, nhanh hỏng, nhanh mốc lắm. Rồi, đừng nói cho Thắng biết nhé, đừng đùa nhé, đọc đấy, tiêu cần mới có đấy. Đây là Văn Cao Trịnh Công Sơn, tuyệt vời nhé. Văn Cao Trịnh Công Sơn thì vâng rồi. Cái loại đĩa này thì thiếu gì? Không phải là đĩa. Nhưng con nói là cách bảo quản cơ mà. Chứ không biết cách bảo quản là con không biết. Rồi mình sẽ mách cho cậu. Bố mách cho con nào. Vâng, đây này. Cái băng xe này nhé. Vâng. Khi anh cho vào máy. Vâng. Tua hết từ đầu đến cuối rồi. Tua hết phải đầu. Vâng. Vâng. Anh cho vào hộp sắt. Cho vào hộp sắt. Thế là cái cách thứ nhất nhé. Còn cách thứ hai, anh cũng cho vào máy. Anh tôi nghe hết từ đầu đến cuối. Vâng. Xếp đứng cái này như thế này. Đúng. Rồi. Cách thứ ba. Cách thứ ba. Anh cũng cho vào máy anh nghe hết từ đầu đến cuối băng. Vâng. Tua về. Tua về. Lại tất cả. Vâng. Đấy là ba cách. Tôi chưa nghe được gì. Lằng nhằng thế nhỉ. Thế theo anh chị chọn hộ tôi một cách này. Tất cả các anh thứ hai sẽ được trả lời. Xin mời anh thứ hai. Theo tôi chọn cách thứ hai ạ. Thế là cách nào ạ? Là cách là sau khi tua một lượt xem từ đầu đến cuối xong tua vào hộp giấy và dựng đứng lên ạ. Nhưng tại sao chúng ta không xếp bằng các cái băng chồng lên nhau? Theo cái băng chồng lên nhau thì nó sẽ làm biến dạng bởi vì cái băng từ nó rất là mỏng. Vâng. Mà càng lại không được để vào hộp sắt bởi vì hộp sắt thì sẽ là nhiễu cái từ
cái máy vi tính ở trên băng này. Dạ, hiện nay gia đình anh có làm sử dụng băng video hay không ạ? Dạ, cũng thỉnh thoảng đấy, để làm tài liệu giảng dạy cho vợ thôi. Dạ, chúng ta thử xem là gia đình số 2 lựa chọn như thế chính xác chưa nhé. Đấy, xem xong rồi là phải tua về đầu. Đúng rồi. Đấy, một lần. Đúng rồi. Nhưng mà tuyệt đối này, không được để trong hộp khác. Đúng. Đấy. Và không được để gần những đồ điện có từ thường. Chính xác rồi. Thế và dứt băng băng đứng lên ngay lần ngày ngắn. Có nhớ rồi. Bố làm con một lần là con nhớ ngay. Rồi không linh đâu. Để cái kia bố bố cọc điểm. Vâng, xong cho anh chị 4 điểm. Xin chúc mừng gia đình số 2. Anh chị đã có cách quản lý và bảo quản băng rất là tốt. Khi mà chúng ta cất băng đi thì chúng ta hãy chạy một lượt. Tại vì là nếu các bạn không chạy một lượt thì băng nó sẽ có thể là rất là bị dính và dễ bị mất. Và sau khi mà chạy một lượt rồi thì chúng ta sẽ xếp băng vào chỗ khô ráo và sẽ sử dụng đứng cái băng lên. Và các bạn chú ý là đừng cất trong băng trong hộp sắt và cũng để đừng để gần những cái thiết bị điện tử có từ trường thì nó sẽ làm hại đến băng. Và trong câu trả lời vừa rồi thì xin chúc mừng gia đình số 2 đã xứng đáng giành được 4 điểm. Hiện nay thì điểm số có vẻ rất là căng thẳng đây, điểm số các gia đình đang rất là gần với nhau và cơ hội chiến thắng thì cũng ngang nhau. Chúng ta thì còn chỉ còn 2 câu hỏi cuối cùng nữa, các anh chị hãy cố gắng nhé, chúng ta hãy xem câu hỏi số 5. Bố ơi bố, cái bức tượng con lọ để đây đâu rồi bố? Cái bức tượng cô gái bằng thạch cao gì? Vâng, ôi giời ơi, bây giờ trông chán lắm. Nó mốc hết cả, không làm nào sạch thì để cất lên trên kia để đây khách vào người ta cười hô hổ này. Ôi giời ơi bố ơi. Hả? Con có cách. Thế à? Làm cho tượng thạch cao mới lại. Ôi thế mất cách cho mình đi. Bố nhé. Ừ. Cách thứ nhất là lấy nước cốt canh. Quệt lên bề mặt của tượng. Cốt canh quệt lên bề mặt của tượng. Vâng. Cách thứ hai là lấy bột mì hòa với nước nguấy lên thành dạng hồ. Sau đó dùng vải mềm quẹt lên bề mặt của tượng. Có hai cách chơi rồi. Vâng. Muốn chọn lấy một. Tôi thì tôi nhờ anh chị chọn giúp bộ tôi một cách đi. Hãy đồng hành bạn. Xin mời gia đình thứ hai. Tôi chọn cách thứ hai ạ. Tức là cách nào? Là cách hòa bột mì ra xong lấy vải lau lên tượng. Vâng. Nhà anh có bao nhiêu bức tượng một thạch cao? Dạ. Chưa bao giờ có ạ. Vâng, không còn biết được cô gái đứng như này. Dạ không ạ. Vâng, thế tại sao anh biết là lấy bột mì thì có thể làm cho bức tượng thạch cao sạch trở lại? Tại vì tôi nghĩ thạch cao nó trắng, bột mì cũng trắng thì chắc là lấy bột mì bôi lên thì nó lại thành bôi đen rồi. Vâng, tức là hai thứ trắng thì sẽ giúp cho trắng hơn đúng không? Cho thử xem là gia đình số 2 lựa chọn hệ chính xác chưa nhé. Bố ơi, bố, bột mì đây, con định mua về làm bánh cho cháu, nhưng mà thôi. Hy sinh vì bức tượng, còn mà biếu bố, bố quấy lên thành dạng hồ, rồi bố lấy vải mềm thấm lên bề mặt bức tượng. Cậu ơi, bức tượng là gái này, cái bức tượng là gái rồi, giống như chú giáo nữa. Được đấy nhỉ? Bố chịu khó bố về, bố lau, bố thấm nhé. Rồi, cho mỗi bức tượng tới con là con thích cái bức tượng này lắm đấy. Khi mà bôi cái bột này vào rồi, thì mình lấy vải mềm, hả? Vâng. Lau qua lấy chổi lông gà sẽ quẹt cho nó đụi hết cái nước bột này ra. Đúng rồi. Thì nước tượng thạch cao sẽ trở thành mới tinh đúng không? Rồi đấy nhỉ, khá lắm, nghiên cứu kỹ đấy. Học tập bảo vệ gia đình anh chị. Đúng rồi. Gia đình thứ hai đã lựa chọn một cách chính xác là khi chúng ta có những bức tượng thạch cao bị bẩn thì chúng ta có thể hòa bột mì và sau đó thì sẽ xếp lên trên mặt tượng. Và sau khi mà đợi cho cái lớp bột đó khô đi thì các bạn sẽ lấy những cái lông gà mềm lại và sẽ trải cái lớp bột ra ngoài. Và sau đó thì bức tượng sẽ trở lại như cũ và nó sẽ trắng đẹp hơn. Và trong câu trả lời vừa rồi thì xin chúc mừng gia đình số 2. Xin mời các gia đình chúng ta sẽ xem câu hỏi cuối cùng và sau câu hỏi này thì sẽ quyết định là gia đình nào sẽ giành được chiến thắng trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Ôi sợ đừng. Hả nè? Dạ. Hôm tôi đến chơi cậu nói máy đánh làm gì lâu thế mãi trả đen được thế. Con tranh thủ con đánh đôi giày. Để lát nữa con còn lay bố ra phố. Cái gì? Nhưng mà đúng không? Hả? Cái cuộc thi này con để lâu. Nó hoảng như thế này khó đánh quá. Cái gì vậy?
Thế không biết cách chữa cái này à? Vâng, nó khô quá rồi. Wow, khi mà nó khô quá không đánh được nhé. Vâng. Có mấy cho cậu. Có ba cách thôi. Thế ạ? Ừ, vâng, cách nào? Cách thứ nhất là bạn nhỏ vào đây mấy cái giọt sữa tươi. Sữa tươi. Ừ. À. Cách thứ hai. Vâng. Là cho vào đây vài giọt nước chè mặn ấy. Chè mặn. Chè mặn. Chè mặn. Vâng. Thế cách thứ ba là vài giọt nước muối. Ừ. Thế là nó mềm lại như cũ cái gì đâu. Thế à? Cách thứ nhất là sữa tươi. Cách thứ hai là chè mặn. Đúng. Cách thứ ba là nước muối. Trong ba cách ấy, anh chị chọn theo cách nào? Xin mời gia đình thứ ba, anh chị đã dành được quyền trả lời. Theo tôi thì tôi sẽ chọn cách thứ ba. Tức là anh chị sẽ làm thế nào? Sẽ chọn nước muối, sau lấy nước muối và nhỏ vào một vài giọt ạ. À vâng, vâng. Ở nhà chị thì ai là người thường xuyên đánh giày ạ? Dạ, tất nhiên là anh Quang rồi ạ. Vâng, và chị thì có một mẹo giúp anh ấy là nếu như một xì đặc biệt khô thì sẽ bảo là nhỏ thêm một chút nước muối. Vâng. Tại sao mình cho rằng nước muối thì có thể làm được xì mềm ra? Tôi nghĩ là trong nước muối có cái chất gì đó để làm thế là khi mà vào trong xì sẽ hòa tan vào sẽ làm mềm ra. Vâng. Chúng ta hãy thử xem là gia đình số 3 trả lời như vậy là đúng chưa nhé. Anh Tám ơi, anh muốn muối đây. Nhà thì có ngày này, cho cái này hòa mấy giọt anh em cho vào cái nào mệt ngay. Lấy muối hòa với nước vào hộp xi này. Vào hộp xi, đúng rồi. Đấy rồi. Thế thì khẩu hộp xi của Quang rồi. Muối có hỏng à? Vâng, muối mạnh thì thả vào đây chứ khẩu ăn cái gì được ra. Được. Ừ thì, trừ gia đình nhà anh chị 2 điểm. Vâng, chưa đúng là các gia đình khác còn lại thì đối chung ạ. Chưa là gia đình số 1. Tôi sẽ bỏ sữa vào đó và... Vâng. Bởi vì là tôi nghĩ là sữa nó là cái chất mà có thể là hòa với xi mà có thể là vâng. Nó làm mềm một áo da. Ừ. Nhà anh thì ai là người đánh giày ạ? Tôi đôi khi tôi vẫn đánh giày. Vâng. Thế đã bao giờ anh thử cho sữa vào cái hộp xi bị khô chưa ạ? Tôi cũng cho một lần rồi ạ. Thế kết quả thế nào ạ? Kết quả thì tốt ạ. Chúng ta thử xem là lần này thì anh ngự nói rằng anh đã áp dụng là cái việc là cho sữa vào trong hộp xi và nó làm cái xi mềm da đã chính xác không chừng á? Thì ra chỉ có vài cái giọt sữa tươi là chi mềm ngay nhỉ? Đúng rồi. Chỉ có thắng sữa chưa hả? Không phải là con thích sữa không? Mà là khi mình thích sữa. Thì cho anh chị 4 điểm. Xin chúc mừng gia đình số 1 đã giành được 4 điểm cuối cùng của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ lúc chúng ta sẽ cùng sang điểm của các gia đình nhé. Và sẽ xem gia đình nào sẽ giành được giải nhất chung cuộc. Các bạn thân mến, gia đình số 1 sẽ dừng lại với 20 điểm. Gia đình số 2 cũng được 20 điểm. Và điểm số của gia đình số 3 là 14 điểm. Như vậy là cuối cùng thì hai gia đình đã bằng điểm nhau. Và như tôi nói lúc đầu thì gia đình nào giành được danh hiệu găng tay vàng sẽ là người giành được chiến thắng của chúng ta ngày hôm nay. Gia đình găng tay vàng được ạ. Đến và như vậy giải nhất của chúng ta ngày hôm nay đã thuộc về gia đình số 1. Chúc mừng gia đình số 1. Chúng ta hãy cùng bước lên và nhận quà tặng của chương trình ở nhà sinh nhật.
bạn thân mến, đây là quà tặng của chương trình ngày sinh nhật dành cho các gia đình. Mỗi gia đình sẽ được nhận rất nhiều quà của nhà tài trợ PS. Xin chúc mừng các gia đình. Xin chúc mừng gia đình số 1. Quà của nhà tài trợ PS, xin mừng gia đình số 2. Gia đình số 2, gia đình số 3 chúng ta, mỗi gia đình sẽ được nhận một bộ chăn mùa xuân và cùng với một cây đèn cây để trang trí trong nhà. Chúc mừng hai gia đình. Còn tất nhiên rồi, quà tặng của gia đình giải nhất sẽ lớn nhất, đó chính là một đầu đĩa hình VCD. Chúc mừng gia đình số 1. Hy vọng là những mẹo nhỏ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn sử dụng đồ dùng trong gia đình được bền hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi chương trình.